Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ làm về cái cung Fury, ở mình hay gọi nó là cái cung bóng tối. Anh em có thể nạp và lấy nó trong cái sự kiện mới, nạp tầm 3 củ thôi. Đấy, nó nhẹ nhàng và ngắn gọn, xúc tích. Vâng, cái cung nó rất là đẹp. Đấy, rất là bé, nó không choán màn hình nhiều như lại cái cung Zonda. Hôm nay thì mình sẽ nhặt hòm săn giữa 3 V4 các kiểu. Mà nói thẳng ra thì đùa top luôn cho nó chất. Lấp ló làm cái gì đấy bạn ơi, lộ tay rồi. Vâng, anh tia chớp. Hôm nay free tia chớp với lại cương thi thì phải. Vâng, té rồi. Nhìn cái mặt con cương thi lấp ló phía dưới rồi. Không thể chạy cối mà đứng lại được. Bắt đầu rồi. Vâng, sau những hồi nhảy vũ điệu cha cha cha, một bước tiến một bước lùi thì anh ấy đã tiến lên khu vực thủ hàng. Vâng, em té đây. Hai con luôn. Một tia chớp, ấy chết nhầm, một cương thi một tơ thì thôi. Bố em cũng không dám đứng lại mà nhìn. Không dám đứng lại nhìn về phía sau. Rồi. Tôi lỡ chân. Ui, vẫn né được. Ai. Lại đây, bố mày cần. Té nó. Úi rồi. Vẫn thoát kìa. Thật là hư cấu. Vâng, em vẫn sống. Cho dù dòng đời bao nhiêu chông ra, chông gai và trắc trở. Vâng, em vẫn sống anh em ạ. Thôi bình tĩnh thôi. Bây giờ mà chỉ cần một bàn tay chạm vào người nữa thôi là em sẽ ra đi trong màu áo đỏ, sắc áo đỏ tươi. Đấy, em vậy lại về với đội của anh Tơ thì thôi xong. Rồi. Cái chỗ này nó lùa sạch chứ. Rồi, anh Tơ lại đáp thêm quả bom cực kỳ là khắm lọ. Vâng, em bé biến hero nhanh cho nó chắc chuyện. Không thì chị y tá chị chạy lại chị ấy vã sấp mặt lờ này đi mày nhây này, cái tội ném bom mày. Thôi xong rồi, bây giờ tơ chết rồi thì cần thôi. Vâng, bơ hết vào đây bố mày cần thế thôi này thì. Ủa, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh rồi, còn hủy diệt rồi, vẫn còn anh hủy diệt có thể một người anh cực kỳ là what the fuck. Thôi, anh hủy diệt cũng chết rồi. Do ngồi, hết giờ. Vâng, còn đúng 1.700 máu. Cái gì đấy? Thằng này, what the fuck? Cái chat cái gì nhỉ? Không chơi bắt cua à. Tự nhiên cây cú kìa. Thế đeo nào. Tự nhiên thấy mình bắt cua không cào được. Cái là cây cú chat lên kìa. Không chơi thì biến, không chơi bắt cua. Chơi thì biến, what the fuck. À đủ. Rồi bố mày thích parkour đấy. Mà không biến đấy thì làm sao. Bây giờ cái này không phải như là PC đâu. Đừng có thể hiện cái thái độ lồi lõm với mình. Đấy, PC thì các bạn có thể F11 tung hô kích. Còn bây giờ CS Mobile bạn ơi, đừng có mở mồm ra là kích. Bây giờ chat lên thế nó cũng thế thôi anh em ạ. Không thể đuổi được. Bây giờ có một thằng hay trong phòng thì cũng không thể đuổi được. Mà có không có hết nhỉ? Chứ còn đây này, thằng này đã mở mồm bảo mình cút khỏi phòng tại vì chơi parkour. Này thì ôi, mày đấy. Khốn nạn này. Rồi, bọn này quay tay kinh quá. Phòng rất là vui, mình tính thoát rồi. Nhưng thực sự có cái câu đấy chát lên thì mình sẽ ở lại. Mà không biết thằng đấy nó chạy đâu rồi. Ủa, quay tay sâu quá bạn ơi. Vâng, mình sẽ hiếp hết xung quanh và sẽ hiếp nốt trên thùng hàng. Người ta gọi là ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Thế thôi. Vâng, bố mày lại sợ chúng mày quá cơ. Ngồi đấy mà quay tay với bố mày này. Vâng, hai thằng này double kill. Đâu, không được double kill, thằng kia rớt xuống rồi. Cày. Mày có auto ấy. Mày có auto. Lag, what the fuck. Mày lệch với bố mày là sai rồi con ạ. Này thì lệch này. Mày lệch, lệch đi đâu. Của mình. Rồi tôi xong rồi, tằng tơ mất dạy. Khốn nạn thật. Cái lúc mà cào nó gần chết thì không thấy mặt thằng tơ đâu. Cái lúc gần chết rồi thì lại mặt thằng tơ nó ùa ùa đằng đằng sát khí. Bố mày ăn. Đấy, ăn nhiều lòi mồm. Để cho người khác ăn với chứ. Thằng đấy cầm hero luôn, ghê thế.
Còn cái pha đấy nó chạy đi đâu mình không thấy, mình không để ý. Mình chỉ cay cái bọn tên thùng hàng thôi. Nó thẩm duy một lũ, bảo làm sao không la liếm hết được. Vâng, đối với những tình huống như thế thì phải ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Đó là điều bắt buộc. Mà không chơi bắt cua thì mình sẽ bắt bắt hết, bắt ốc, bắt bắt tất. Rồi, tơ AK. What the fuck? Vâng, chỉ còn chị Cương Thi. Đấy, chị ấy rất là cố gắng. Nhưng mình sẽ cố gắng chém chết chị ấy để kết thúc trận này. Vâng, một thằng vào nhưng nó thoát ra luôn. Tại vì nó làm rồi bay. Thật là VL. Giá kinh thế. Thế thì làm sao người ta sống được. Tuy là mình nói nhặt hòm nhưng mình sẽ nhặt ít hơn. Thay vì cứ vào trận thì sẽ nhặt hòm luôn. Mà nhặt thì mình cũng không xài. Mình sẽ để những cái lúc nào mà cần thiết thì mình sẽ lôi ra cover. Rồi rồi cả VIP. Mình sẽ dùng cái cung này nhiều hơn. Bởi vì chủ yếu là Tết cung mà. Mang tiếng là nhặt hòm nhưng nhặt ít thôi. Hồi trước thì mình hay nhặt hòm nhưng bây giờ nhặt ít thôi để bắn cái cung này. Rồi tạch. Tạch. Đứng lại nữa cơ. Yêu lắm. Thương lắm. Xa lắm. Mà không tắm thì thôi. Rồi. Ở trận này zombie hơi bị ít. Chắc chúng ta sẽ cận chiến hết đi. Vâng, mất vui nha, anh em quay tay quá nhiều. Quay tay quá nhiều, ôi giời. Tí nữa, cái con cương tí nó chân dài quá mà. Không thể chém đến được. Lại đây. Lại đây, gọi bộ boy binh này 098 các kiểu đậm chất phong cách lừa tình đậu xanh hai 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 hay hay lắm, rất là hay. Vâng, lừa tình mình biết nó lừa tình rồi nhưng mình vẫn đâm mặt vào tại vì hết giờ rồi, còn gì nữa đâu mà chơi. Sau lưng rồi sau lên đó nó ra sấp mặt lờ đấy, có sai đâu. Ra sau này không ra, cứ thích đi tới trước đấy nó cho nó xã. Ủa, cái gì vậy? Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì? Vâng, chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Ở trận này nếu mà không có zombie thì mình sẽ thoát luôn. Chứ không thể chơi cái phòng mà ít zombie được. Nó mất vui. Nhiều zombie thì nó đuổi theo mình rất là chất. Còn ít zombie thì kiểu lạc lõng ấy, mình phải đuổi theo nó thì không vui. Đấy, chơi mà phải đậm chất zombie là phải bị đuổi theo chứ. Ôi giời ơi, làng nước ơi, chơi mất dạy. Tự dưng mình mới lướt qua 1 giây thôi, thế là bay ngay cái giáp. Thôi té. Vâng, trận này nhiều zombie nhưng mình bị mất cái giáp rồi. Vâng, thằng cương thi nó vẫn lên chỗ đó, nó nhìn lại xem mình ở đâu. Bọn này chơi hư cấu vãi nồi. Vâng, lên này, lên này. Lên đây, ôi trời, bắt cua như thần ý. Vẫn hay, vâng, vẫn lên lại. Giờ cứ lên đây. Bố mày kiếm kill. Một phát thì bằng cây AWM thôi. Rồi, đừng biến hero nha. Ôi trời, lại đây. Khó lắm. Ăn tụi mình mắc khó luôn ý. Hai thằng thủ, một thằng một đầu. Cung thì sẵn sàng, dương ạ. Một phát 2.000 đam vào đầu. Tuyệt vời. Đấy, thế này thì sao không yêu được các bạn. Biến luôn đi. Rồi. Hero dao. Yếu máu rồi. Thần tơ đi, yếu máu rồi. Mày bơi vào đây này. Thích bơi không? Thích bơi không? Thích bơi không? Vâng, chém sạch. Thế thôi. Rồi, đây đây, ủa ơi. Này thì lưỡi lờ và lưỡi đao này. Lưỡi đao phán quyết. Vâng, cái này không phải lưỡi đao phán quyết mà song đao bão táp. của bố mày. Vẫn liếm được. Hero hero đao chém mạnh quá anh em ạ. Có mạnh quá. Thế này ai chơi? Đam rất là to nha, đam rõ to luôn. Thế này chơi hero súng cho nó vui chứ hero đao clear team như thế này thực sự là không vui.
Đấu xe Hero, Hero Down nó mạnh cực kỳ. Mạnh hơn hẳn cái Hero súng. Và mình khuyên các bạn không nên chơi Hero Down nhiều. Nó mạnh như này mà. Dã man thật. Chém người như cỏ rác. Còn thằng kia lấp ló bên kia. Nó chơi hết giờ rồi. Không thể ăn được. Thằng kia nó qua bên đấy rồi. Nó chơi mèo bắt chuột với nó rồi. Thực sự nó không liếm được. What the fuck. Vâng, mong trận này vẫn là sẽ nhiều zombie để chúng ta có thể chơi được. Nhưng thực sự mà ấy zombie khó lắm. Thì phải té thôi. Cái zombie chơi nó không vui. À, ngồi này đi. Không ngồi đó luôn đi. Ngồi đó luôn đi. Vâng, té. Zombie thùng hàng, chết nhầm. Cái bàn thờ tất thủ. Đây, rồi. Chơi lừa tình. Đấy, bắt đầu tơ rửa những cái thủ đoạn đối bại đối với anh em chúng tôi. Nhưng anh em chúng tôi rất là không bao giờ tin người. Rồi, ủa, cào xa thế. Bắt đầu học những cái chiêu thức của anh Luffy. Vâng, một bạn, một người anh huyền thoại đi vào trong tâm trí của những người. Vâng, nói ra nữa thì thực sự là hơi bị sỉ nhục. Trẻ trâu, thế thôi. Vâng, bơi vào đây. Mình sẽ chơi hero súng đi. Đào nó dễ chơi quá. Thực sự lao vào chém mấy phát là chết à. Chỉ cần một phát đặc biệt thôi là bọn này nó tệch. Thế ai chơi? Mạnh quá. Rồi, chơi hero súng để bắn vờn vờn nhau cho nó vui. Rồi, chạy đường nào. Đường nào. Mày cover đấy, đừng. Cút ra để bố mày ăn thằng tơ xem nào. Khổ thế cơ. Vâng, thằng tơ không thể thoát được. Không thể thoát được. Đường nào mà thoát bây giờ. Không thể thoát được. Không thể thoát được. Rồi, gần như này thì cứ một phát đi luôn. Nếu mà tầm nửa cây cương thi mới nó mới lách vào đây đâu nhỉ. Nhìn thế. Đâu rồi? À, mày đuổi theo sau lưng. Ơ, thằng Hero không thấy. Tự nhiên Hero không thấy. Top 1 luôn kìa. Hay hay, tuyệt vời. Chỉ dùng cung luôn. Chứ không cầm súng bắn nữa. What the fuck. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem này thấy hay thì mình sẽ đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.